Hôm nay, Quốc hội khóa 15 bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 7 sau một tuần nghỉ để giải trình, tiếp thu các nội dung được đại biểu Quốc hội góp ý trong đợt 1. Trong 2 tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông, Trơn Thành - Bình Phước. Tuyến đường cao tốc này có chiều dài 128,8 km, được quy hoạch 6 làn xe, đầu tư theo hình thức công tư PPP. Đa số các đại biểu đều khẳng định việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông, Trơn Thành - Bình Phước sẽ tạo cơ hội biến các nguồn tài nguyên, văn hóa hết sức đa dạng của vùng Tây Nguyên thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, với diện tích đất thu hồi lớn, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần phải tính toán kỹ. Theo báo cáo là cái số hộ dân bồi hoàn là tới 1.299 hộ. Đó, rồi thu hồi đất rừng sản xuất thì 46 hecta, đất nông nghiệp sản xuất khác là tới hơn 1.000 hecta. Tôi cho rằng đây là một con số rất là lớn, mà đặc biệt là cái chuyện thu hồi đất thì không nói gì, nhưng bây giờ giải phóng mặt bằng tái định cư đối với những hộ dân mà trong vùng dự án phải đền bù, rồi không biết là bây giờ dời nhà được bao nhiêu nhà đây thì mình là không có rõ. Tuy nhiên là đối với hơn 1.000 hộ như thế này là một con số rất là lớn. Các đại biểu cho rằng cần có tầm nhìn tổng thể về vốn đầu tư, thậm chí phải có phương án dự phòng về nguồn vốn để đảm bảo tiến độ dự án. Có một cái nguồn vốn đó là 1.500 tỷ dự phòng của cái đầu tư công trung hạn ấy. Thì dự phòng cho đầu tư công trung hạn của giai đoạn này đến năm 2025 mới kết thúc. Mà cái nguồn dự phòng này là để phục vụ cho cái chuyện là một khi mà chúng có những cái chuyện đã có cái sự thay đổi trong cái quá trình thực hiện dự án, đấy phải có cái sự điều chỉnh đấy, rồi là gì, tăng về dân công, và chúng ta chuẩn bị tới này là tăng lương này, rồi cái giá nhân công thay đổi này, giá nguyên vật liệu thay đổi và cái trượt giá vân vân. Thế nếu chúng ta chưa kết thúc cái giai đoạn này mà chúng ta đã tính cái dự phòng này nó sẽ thừa ra và chúng ta có thể sử dụng được thì tôi cho rằng là cũng cân nhắc cho nó kỹ về cái nguồn vốn này. Cái nguồn vốn thứ hai là cái nguồn vốn của địa phương. Thì tôi cũng thống nhất với lại như anh Công Long vừa phát biểu, tôi thì cũng rất là phân vân, đặc biệt là với những tỉnh còn khó khăn như là Đắk Nông. Đáng chú ý, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang yêu cầu cần đánh giá kỹ lưỡng số lượng xe vận tải đi qua tác động đến doanh thu của dự án. Trong cái báo cáo của Chính phủ và của Bộ thì có nói rằng đến năm 2030 thì là cái đoạn tuyến cao nhất từ IC1 đến IC3 thì mới có là 7.600 xe đi qua đêm một ngày đêm. Thế như vậy là tính ra là như vậy là cả ngày chúng ta chỉ chưa đến 20 xe. Như vậy là nếu tính bình quân cho 24 tiếng thì như vậy là mỗi một tiếng trên đường cao tốc không có đến một xe ô tô đi qua. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tính đến cái thời kỳ cuối của thời kỳ thu hồi vốn là năm 2045 thì cao nhất là có 23.000 xe. Tức là mỗi một ngày và đêm thì cũng không quá 60 xe ô tô đi qua đây. Thế thì tôi cho rằng là đây là những cái số liệu mà chúng ta cũng cần hết sức là cân nhắc đánh giá. Giải trình những vấn đề mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định tính khả thi đầu tư dự án theo phương thức PPP. Quá trình tính toán thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái dự án có thời gian hoàn vốn là tương đối tốt so với các cái dự án trước đây của chúng ta. Thời gian hoàn vốn là khoảng 18 năm. Thì báo cáo với các đại biểu Quốc hội, đây là một cái dự án mà có cái thời gian hoàn vốn mà đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm về đầu tư BOT thì thấy rằng là rất là phù hợp. Và đối với góc nhìn của tài chính của các ngân hàng thì đây cũng là một cái dự án mà tôi nghĩ rằng là các ngân hàng cũng rất là đồng tình. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.